Một sâu gum xe đã qua sử dụng đang chào bán một chiếc Mitsubishi Outlander, sản xuất năm 2021 với giá khoảng hơn 600 triệu. Mức xăng tay này ngang ngửa giá niêm yết của Mazda 3 giá từ 579 triệu đến 729 triệu. Theo thông tin từ người bán, chiếc xe thuộc phiên bản CVT, ngoại thất màu đỏ và nội thất màu đen. Chỉ số lăn bánh là 30.000 km một con số khá khiêm tốn. Khi mua mới vào năm 2021, xe có giá niêm yết là 825 triệu. Tuy nhiên, để trở thành chủ nhân chính thức của chiếc xe này, người mua sẽ phải chi trả tổng cộng từ 911 đến 946 triệu tùy thuộc vào địa phương đăng ký xe. Sau 4 năm sử dụng, chiếc Outlander này đã mất giá hơn 300 triệu. Mặc dù vậy, nó vẫn là một lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai đang tìm kiếm một chiếc SUV có giá cả phải chăng và không ngại mua xe đã qua sử dụng. Mitsubishi Outlander 2021 được thiết kế dựa trên ngôn ngữ Dynamic siêu đặc trưng của thương hiệu, mang đến vẻ ngoài mạnh mẽ, trẻ trung nhưng vẫn toát lên vẻ lịch lãm và phong trần. Phần đầu xe nổi bật với hai thanh chrome ôm sát cụm đèn trước, tạo hình dáng của một chiếc khiên chữ X. Ở trung tâm là logo ngôi sao ba cánh của Mitsubishi. Cụm đèn pha sử dụng công nghệ Halogen Projector, còn đèn chạy ban ngày là dạng LED. Bản CVT của Outlander còn được trang bị bộ mâm đúc hợp kim đa chấu 18 in đèn hậu LED và một thanh trang trí mạng chrome dạng chữ C nối liền hai giải đèn hậu. Logo Mitsubishi được đặt trang trọng ở trung tâm cốp sau. Ngoài ra, xe còn có gương chiếu hậu điều chỉnh và gập điện, tích hợp đèn báo rẽ và sấy gương, tăng thêm tiện ích cho người sử dụng. Khoang lái của Mitsubishi Outlander 2021 thu hút người dùng với không gian nội thất đơn giản, gọn gàng nhưng vẫn rất sang trọng. Bản CVT được trang bị nhiều tiện nghi nổi bật, bao gồm vô lăng ba chấu, cụm đồng hồ gồm hai vòm analog và một màn hình LCD, màn hình giải trí 6.7 in hỗ trợ Apple CarPlay Android Auto, hệ thống điều hòa tự động hai vùng với bốn cửa gió và dàn âm thanh gồm bốn loa. Hệ thống ghế ngồi được bọc nỉ màu đen, trong đó ghế lái có thể chỉnh tay 6 hướng. Hàng ghế thứ hai có thể trượt lên tới 250mm và có khả năng gập theo tỷ lệ 60-40, còn hàng ghế thứ ba có thể gập theo tỷ lệ 50-50, giúp tăng dung tích khoang hành lý khi cần thiết. Mitsubishi Outlander 2021 CVT sử dụng khối động cơ xăng dung tích 2 lít, sản sinh công suất tối đa 143 mã lực. Xe đi kèm với hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động vô cấp CVT, mang lại trải nghiệm lái mượt mà và hiệu quả. Về mặt công nghệ an toàn, xe được trang bị đầy đủ các tính năng hiện đại. Xe có hai túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử, hỗ trợ phanh khẩn cấp, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cân bằng điện tử, hệ thống chống tăng tốc ngoài kiểm soát,